Thưa quý vị, sau hơn 2 năm thi công, cao tốc Vân Đồn Móng Cái với vốn đầu tư gần 13.000 tỷ đồng đã được đưa vào khai thác từ ngày 1 tháng 9 năm 2022. Đây là tuyến cao tốc được đầu tư hiện đại nhất hiện nay tại tỉnh Quảng Ninh. Dù được đầu tư hàng chục tỷ đồng hệ thống chiếu sáng, nhưng hiện cao tốc Vân Đồn Móng Cái không bật chiếu sáng toàn tuyến. Và mới đây, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh đã có lời giải thích cho vấn đề này. Thông tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh cho biết, trục cao tốc Vân Đồn Móng Cái được đầu tư hệ thống chiếu sáng dọc tuyến với khoảng 50 tỷ đồng do một doanh nghiệp tặng cho địa phương này. Tuy nhiên, qua tính toán của đơn vị này, bình quân mỗi tháng tiền điện phải trả cho hệ thống đèn chiếu sáng toàn tuyến khoảng 500 triệu đồng. Trong khi đó, cao tốc Vân Đồn Móng Cái được chia làm nhiều hình thức đầu tư, gồm cả ngân sách nhà nước và BOT. Chính vì vậy, việc quyết toán tiền điện vẫn đang còn nhiều vướng mắc. Ông Nguyễn Duy Kiên, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh cho biết, cao tốc Vân Đồn Móng Cái tạm ngắt điện chiếu sáng, trừ những vị trí bắt buộc phải chiếu sáng như cầu vượt, nút giao. Nguyên nhân là do nhà đầu tư đang phối hợp với các đơn vị liên quan, làm thủ tục bàn giao hệ thống điện chiếu sáng cho địa phương quản lý. Cũng theo ông Nguyễn Duy Kiên, hệ thống điện chiếu sáng trên cao tốc Vân Đồn Móng Cái được trang bị đồng bộ với hệ vận hành chiếu sáng thông minh và tiết kiệm điện. Theo đó, sẽ có những khung giờ hệ thống hoạt động toàn bộ và giảm dần vào những thời điểm lưu lượng xe thấp. Tới đây, địa phương sẽ quản lý và trả tiền điện chiếu sáng. Thưa quý vị, được biết toàn tuyến cao tốc dài 176 km của Quảng Ninh từ cầu Bạch Đằng thuộc cao tốc Hải Phòng-Hạ Long đến thành phố Móng Cái có hơn 8.200 cột đèn chiếu sáng. Trong đó, riêng tuyến cao tốc Vân Đồn Móng Cái có gần 4.600 cột đèn chiếu sáng. Cao tốc Vân Đồn Móng Cái là trục cao tốc đầu tiên tại Việt Nam được trang bị điện chiếu sáng toàn tuyến thay vì chỉ có điện chiếu sáng tại các nút giao thông, trạm thu phí và các cầu trên tuyến theo yêu cầu tối thiểu của tiêu chuẩn kỹ thuật về đường cao tốc. Cao tốc Vân Đồn Móng Cái có tổng mức đầu tư gần 13.000 tỷ đồng bằng hình thức hợp tác công tư nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và tình hình tài chính cho nhà đầu tư tư nhân. Theo đó, tỉnh Quảng Ninh tách tuyến cao tốc Vân Đồn Móng Cái thành hai dự án độc lập. Cụ thể, đoạn Vân Đồn Tiên Yên khoảng 16 km do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đầu tư, đoạn còn lại dài trên 60 km từ Tiên Yên đi Móng Cái do Sun Group đầu tư. Cao tốc Vân Đồn Móng Cái được thiết kế đường dài 79,38 km, rộng 25,25 m, 4 làn xe, vận tốc tối đa là 120 km/h, có 35 cầu trên toàn tuyến. Đây là tuyến đường hoàn toàn mới đi qua các địa phương Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên tiếp tục cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký theo dõi cũng như là ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube Báo Thanh Niên.